Cậu bé Việt được cứu giữa biển, trở thành thuyền trưởng hãng tàu đã cứu mình sau 34 năm. Sau chiến tranh Việt Nam, hàng triệu người đã phải rời quê hương ra nước ngoài tị nạn trên những con thuyền mong manh chật hẹp. Năm 1981, một con thuyền như thế chở tổng cộng 65 người vượt biên từ Việt Nam hướng đến Philippines. Trên thuyền có một cậu bé 14 tuổi tên Nguyễn Ngọc, đi cùng mẹ và hai em. Cha cậu là một người lính Việt Nam Cộng Hòa đã mất trong chiến tranh. Những chuyến đi như vậy gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Đã có khoảng 300.000 người tị nạn chết dọc đường đi vì gặp bão, gặp phải cướp biển hoặc chết vì hết lương thực và nước uống. Gia đình Nguyễn Ngọc cùng nhiều người khác xuất phát trong đêm tối trên một con thuyền đánh cá đi từ Vịnh Cam Ranh về phía Biển Đông. Trên thuyền không có hải đồ, chỉ có một chiếc la bàn để định hướng. Tuy đã cố gắng giữ bí mật, cuộc vượt biên vẫn gặp phải sự truy đuổi của tàu tuần tra biên phòng. Những người trên thuyền thậm chí còn gom góp đồ, trang sức và những tài sản quý giá lại với nhau. Để phòng trường hợp tàu tuần tra đuổi kịp thì họ sẽ hối lộ để được phép rời đi. Cuộc truy đuổi kéo dài 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng trốn thoát. Hai ngày sau, chiếc thuyền nhỏ đến được hải phận quốc tế. Nhưng lúc này trên thuyền, lương thực và nước uống đang dần cạn kiệt, nhiên liệu cũng không còn đủ duy trì được lâu. Thời tiết lúc đó trở nên rất xấu, những người trên tàu bắt đầu đối mặt với nguy hiểm. Philippines, điểm đến mà họ chờ mong, còn cách đó khoảng 10 ngày trên biển nữa. Họ đều biết rằng nếu không có kỳ tích xảy ra, họ sẽ không thể đi hết được chuyến hành trình. Các tuyến đường vận chuyển ở Biển Đông là một trong những tuyến đường nhộn nhịp nhất thế giới. Nguyễn Ngọc cho biết, lúc đó chúng tôi định dừng thuyền, chờ đợi và hy vọng vào một phép màu. Có thể một con tàu sẽ dừng lại và cung cấp cho chúng tôi thức ăn, nước uống và nhiên liệu, hoặc thậm chí giải cứu chúng tôi. Ngày thứ ba lên đền trên biển, trời nắng như đổ lửa, nước trong vắt và bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng, không có bóng dáng một con tàu nào. Nguyễn Ngọc cùng chú và em trai nhảy xuống nước bơi vòng quanh cho đỡ nóng, không hề biết rằng vùng biển này có rất nhiều cá mập. Sau đó ông nghe thấy tiếng la hét từ thuyền rằng có một con tàu đang tiến về phía chúng ta ở đằng xa. Ông cùng người nhà leo trở lên trên thuyền, mấy chục cặp mắt dán chặt vào thân tàu màu xanh nhạt trong 40 phút tiếp theo khi nó đến gần. Đó là con tàu của Maersk Line, Enormous, hãng vận tải container lớn nhất thế giới của Đan Mạch. Khi con tàu đi được nửa dặm khoảng 1,6 km, những người tị nạn cùng kêu cứu và vẫy những mảnh vải họ mang theo. Nhưng con tàu vẫn không dừng lại. Nguyễn Ngọc nói, chúng tôi tưởng họ không nhìn thấy mình. Chúng tôi lo lắng nhìn con tàu chạy trong 30 phút. Thuyền trưởng Jorgen Ola Hansen của tàu Maersk nhận định rằng, nếu không cứu những người tị nạn này, thì có thể họ không sống nổi, vì thuyền nhỏ không có khả năng tiếp tục di chuyển nữa, mà điều kiện thời tiết lúc đó đang rất kém rồi. Ông đã lệnh cho thủy thủ đoàn đưa những người tị nạn lên tàu Maersk. Hy vọng sống lại bùng lên mãnh liệt trong lòng đoàn người tị nạn. Khi cùng mẹ và các em leo lên tàu Maersk, thoáng nhìn thấy bóng dáng thuyền trưởng Hansen, người đã ra lệnh cứu mình. Trong lòng cậu bé Nguyễn Ngọc thật sự ngưỡng mộ, hình ảnh ấy rất tuyệt vời. Cậu bé ước mơ rằng, sau này mình sẽ trở thành người giống như vị ân nhân. Đối với Nguyễn Ngọc, đó là khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời ông, giống như những bước chân lên thiên đường. Đoàn người vô cùng biết ơn vị thuyền trưởng và muốn tặng ông món quà gì đó để thay lời cảm tạ. Họ tặng chiếc la bàn đã dẫn hướng cho họ tới được nơi đó cho ông, rồi bắt đầu hành trình đến vùng đất mới. Nguyễn Ngọc nói, thật buồn khi phải nói lời tạm biệt với vị cứu tinh của chúng tôi. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại ông ấy. Từng bước chạm tới ước mơ hàng hải. Nguyễn Ngọc sau đó được đưa đến trại tị nạn ở Hồng Kông, nơi họ tập trung cùng 5.000 người khác. Gia đình ông xin tị nạn ở Hoa Kỳ, nơi dì của mẹ Nguyễn Ngọc sống, nhưng đơn của họ bị từ chối. Và sau 6 tháng, vào tháng 9 năm 1981, Đan Mạch đã đề nghị tiếp nhận họ. Ông Ngọc nói, đối với chúng tôi, Đan Mạch là một đất nước hoàn toàn xa lạ. Nguyễn Ngọc cùng gia đình đặt chân đến Đan Mạch vào một ngày lạnh giá. Họ bắt đầu học một ngôn ngữ mới, làm quen với những tập quán mới và những người bạn mới. Ông Ngọc kể lại, chúng tôi thật may mắn được nhận vào sống ở Đan Mạch. Người dân ở đây rất tử tế và luôn giúp đỡ chúng tôi. Gia đình ông ở lại thủ đô Copenhagen một thời gian,
sau đó chuyển đến một thành phố nhỏ có khoảng 20.000 dân cư ở Scandinavia, miền Bắc Đan Mạch. Ông hồi tưởng, họ cung cấp cho chúng tôi mọi thứ chúng tôi cần, thức ăn, chỗ ở, cơ hội đi học. Vậy nên, dù khó khăn đến đâu, để bắt đầu lại, chúng tôi vẫn phải làm điều đó. Đó là một cơ hội tuyệt vời. Sự chào đón của người dân ở cộng đồng nhỏ này rất nồng nhiệt. Nhưng mùa đông đầu tiên tại vùng đất mới đối với gia đình Nguyễn Ngọc là một trong những mùa đông lạnh. Họ phải học cách ăn mặc thật nhiều quần áo. Ông hài hước kể, lúc đó trông ai cũng giống hệt ông già Noel. Đến năm 1989, gia đình ông chuyển đến Svendborg ở miền Nam Đan Mạch. Tại đây, Nguyễn Ngọc bắt đầu thực hiện ước mơ trong ngành hàng hải của mình. Ông đã xin vào công ty Maersk học để ra trường có cơ hội được làm việc cho công ty Maersk. Ông được thực tập trên các chuyến tàu của Maersk. Nhiệm vụ đầu tiên của ông chính là trên tàu Admiral Maersk. Con tàu đã cứu gia đình ông khỏi biển Đông, nhưng lúc ấy ông Hansen không còn là thuyền trưởng của nó nữa. Năm 1995, Nguyễn Ngọc được cấp bằng thạc sĩ và hoàn thành 2 năm nghĩa vụ quân sự bắt buộc với tư cách là trung úy trong Hải quân Hoàng gia Đan Mạch. Năm 1996, ông trở lại hãng vận tải Maersk Line. Ông được giao nhiệm vụ là thuyền phó thứ 3 trên tàu Martin Maersk. Tại đây, ông có một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và tràn ngập niềm vui. Gặp lại cố nhân. Trên chiếc tàu Maersk, khi xem xét danh sách thủy thủ đoàn, ông Nguyễn Ngọc bắt gặp một cái tên rất quen, giống hệt tên vị ân nhân năm nào. Ông ngờ ngợ nên bước tới hỏi thăm và vô cùng vui mừng nhận ra vị thuyền trưởng Jørgen Ola Hansen, người đã cứu gia đình ông và cũng là nguồn cảm hứng cho ông nuôi dưỡng ước mơ hàng hải. Nguyễn Ngọc chia sẻ, đó là định mệnh khi tôi tình cờ đi cùng chuyến tàu với ông ấy. Thuyền trưởng Hansen cũng vui mừng ôn lại chuyện xưa. Ông rất cảm động khi nghe câu chuyện về những người tị nạn mà ông đã giải cứu ngày ấy. Cậu bé 14 tuổi đầy lo lắng ngày ấy, giờ đã là sĩ quan của Thomas, đã lập gia đình và có cuộc sống tốt. Các em của cậu cũng được học hành và có công việc ổn định tại Đan Mạch. Ông Hansen tiết lộ, ông vẫn giữ chiếc la bàn, món quà kỷ niệm năm nào được những người tị nạn trao tặng. 3 tháng sau khi chiếc tàu hoàn thành công việc và quay trở về, ông Hansen đã tặng lại Nguyễn Ngọc chiếc la bàn ngày trước. Nó vẫn hoạt động rất tốt. Chiếc la bàn giờ đây được ông Ngọc đặt ở một vị trí rất đặc biệt. Ông nói, mỗi lần liếc qua, nhìn thấy cái la bàn đó, tôi lại nhớ đến cảnh tượng năm xưa. Tôi cũng rất biết ơn người đã cứu mạng sống của tất cả 65 người trên chiếc thuyền năm nào. 7 năm sau, Maersk bổ nhiệm Nguyễn Ngọc làm thuyền trưởng của Thomas Maersk, một con tàu container dài 625 feet chạy giữa châu Âu và Tây Phi. Ông chính là người Việt đầu tiên giữ chức vụ thuyền trưởng ở công ty hàng hải nổi tiếng của Đan Mạch này. Ông chỉ huy một chiếc tàu hàng giống như chiếc tàu đã cứu gia đình ông ở Biển Đông ngày ấy. Điều ông mơ ước đã trở thành hiện thực. Quả là cơ duyên kỳ diệu của cuộc sống. Viết tiếp giấc mơ ngày bé. Cho đến nay, ông đã gắn bó với công ty Maersk được 34 năm. Suốt hơn 30 năm công tác trong ngành hàng hải, thuyền trưởng Nguyễn Ngọc đã trải qua rất nhiều chuyến đi, gặp gỡ nhiều người và có rất nhiều trải nghiệm ấn tượng. Ông kể về một câu chuyện để lại nhiều cảm xúc nhất trong sự nghiệp của mình như sau. Vào khoảng năm 2021, ông Nguyễn Ngọc là thuyền trưởng của một chiếc tàu đi tuyến đường từ Mỹ về Colombia. Khi còn cách Colombia khoảng một ngày, giữa biển khơi, thủy thủ đoàn chợt phát hiện có một người đang nằm trên mặt biển phía xa. Với tư cách thuyền trưởng, ông Nguyễn Ngọc quyết định cho tàu vòng lại để cứu người đó. Sau 2 tiếng đồng hồ tìm kiếm, họ mới đưa được người này lên tàu. Người đó ổn định trở lại một chút, rồi kể rằng mình là một thuyền viên trên một tàu đánh cá. Ông ấy đã rơi xuống nước 3 ngày rồi. Thật kỳ diệu là dù lênh đênh trôi dạt trên biển 3 ngày, không có thức ăn và nước uống mà ông vẫn có thể sống sót. Thuyền trưởng Nguyễn Ngọc đã hỗ trợ gọi máy bay trực thăng của tuần dương hải Colombia ra đưa ông ấy đến bệnh viện. Kỷ niệm này để lại trong lòng Nguyễn Ngọc rất nhiều niềm vui. Ông nói, ngày hôm đó phải nói rằng tôi rất là vui mừng bởi mình đã thực hiện được giấc mơ đã có từ năm 1981. Đó là điều rất khó tưởng tượng là có thể xảy ra, nhưng nó đã tới. Cậu bé 14 tuổi ngày nào lênh đênh trên biển Đông, được chiếc tàu Maersk cứu vớt, nay đã trở thành thuyền trưởng trên tàu Maersk và cứu được người khác. Đó là vòng lặp kỳ diệu của cuộc sống. Cũng có thể nói rằng đây là câu chuyện kể về một ước mơ đã trở thành sự thật. Giờ đây, Nguyễn Ngọc vẫn đang tiếp nối những hành trình của mình trên các con tàu của Maersk Line.
hãng tàu container lớn nhất thế giới. Sau nhiều thăng trầm, vị thuyền trưởng gốc Việt đang có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp tên Kim Anh và hai người con trai tên Jimmy và Kevin. Vợ ông làm việc tại một canteen ngay sảnh thành phố Svendborg. Gửi lời đến khán giả, thuyền trưởng Nguyễn Ngọc nói: "Đừng bao giờ bỏ cuộc, chúng ta cần phấn đấu cho điều chúng ta cầu mong. Rồi cuối cùng, biết đâu có ngày, chúng ta gặp được chút ít may mắn." Đối với trường hợp của tôi, may mắn bắt đầu từ ngày tôi gặp chiếc Enormous và cứ thế tiếp tục bắt đầu một cuộc đời mới.